Hello everyone, welcome to our lesson. Today, we are going to review for CCSE examination. Chào các em học sinh thân mến. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chương trình ôn tập tiếng Anh thi Trung học Quốc gia. Bài số 5. Hôm nay chúng ta sẽ có hai chủ điểm. Chủ điểm thứ nhất, đó là phần chức năng giao tiếp. Và chủ điểm thứ hai đó là phần đồng nghĩa, trái nghĩa. Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với phần chức năng giao tiếp. Vậy, chức năng giao tiếp là gì? Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ gặp những tình huống của người hỏi và những lời đáp. Người hỏi sẽ đưa ra những lời mời, lời cảm ơn, đưa ra những ý kiến và người đáp sẽ đáp lại sao cho lịch sự và phù hợp. Và hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em một số tình huống thường gặp xảy ra trong cái phần thi của chúng ta. Đó là phần thứ nhất, waiting, leaving or saying goodbye, chào hỏi hoặc là chào tạm biệt. Thanking, apologizing, lời cảm ơn hoặc lời xin lỗi. Invitations, offers, suggestions, lời mời, lời đề nghị, lời gợi ý. Requesting, asking for permissions, lời yêu cầu hoặc lời xin phép. Giving opinions, agreeing or disagreeing, đưa ra ý kiến của mình, đồng ý hoặc không đồng ý. Và cuối cùng là compliments, lời khen. Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với phần waiting, leaving, saying goodbye. Waiting. Khi để chào hỏi một ai đó, chúng ta dùng các câu như good morning, good afternoon, good evening. Hoặc có thể dùng hi, how long to see you? Hi, how are you? How are the things? Chúng ta cũng có thể nói như sau, it's a lovely day, isn't it? Để trả lời cái phần chào hỏi này, chúng ta cũng có thể nói như sau, fine, and you? Okay, how about you? I'm saying okay, how are you doing? Và khi chúng ta muốn rời khỏi, chúng ta muốn nói lời tạm biệt, thì chúng ta sẽ dùng những cụm từ sau. I'm free, I have to leave now, goodbye. It's getting late so quickly, I have to say goodbye now. I had a great time, but ta có thể dùng như thank you very much for a lovely evening. I've got to go. Goodbye. I like to go now. Goodbye for now. Và để trả lời cho cái lời chào tạm biệt, chúng ta sẽ có những câu như sau. Thanks for coming. Bye. See you later. Bye. Thank you. Let's meet again soon. Và tiếp tục, cô sẽ cho một số bài tập để các em có thể ứng dụng cho các em vừa mới học. The question ones. David, good morning, Mr. Deakin. How are you? Như vậy, khi chúng ta gặp ở câu số 1, chúng ta gặp tình huống David nói như vậy, thì Mr. Deakin sẽ trả lời như thế nào? Như vậy ở phương án này chúng ta sẽ chọn phương án B. I'm fine, thank you. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi số 2. Mary and John are meeting at the cinema. Mary. Hi John, long time to see you.
How are the things? Như vậy trong tình huống câu này, chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Everything is okay. How are you doing? Và chúng ta tiếp tục qua tình huống số 3. Sao là See you then. Bye. Và trong tình huống này chúng ta sẽ chọn phương án là A. Okay. Take care. Bye. Tình huống thứ tư. I'm enjoying myself very much. Bus is very late. So, và trong tình huống này chúng ta sẽ chọn goodbye for now. Chúng ta sẽ tiếp tục với phần thanking, cảm ơn, apologizing, xin lỗi. Đầu tiên phần thanking. Khi muốn cảm ơn ai đó thì chúng ta có thể dùng các câu như thanks a lot. Thank you very much. That's so kind of you. I really appreciate it. I cannot succeed without your help. Thank you very much. Và để trả lời lại những cái lời cảm ơn, chúng ta có câu you are welcome. Not at all. It's all my pleasure. It's all nothing. No problem. That's all right. That's okay. Never mind. No big deal. Don't mention it. Think nothing of it. I'm glad I could help you. Tiếp tục với phần apologizing, phần xin lỗi. Khi chúng ta muốn xin lỗi ai thì chúng ta có thể dùng câu đơn giản như là I'm sorry, hoặc là I'm very terribly sorry about that. I apologize to you for. Please accept my apologies for. Chúng ta có thể dùng các câu như là I'm sorry to bother you. I shouldn't have done that. It's totally my fault. Và để chấp nhận cái lời xin lỗi thì cái người đáp sẽ nói những câu như That's okay. That's alright. Never mind, it doesn't matter. Don't worry, no problem, forget it. Và cô sẽ cho một số câu hỏi để các em ứng dụng cái phần chúng ta vừa học nhé. Thứ nhất là tình huống thứ nhất, Mary, thanks a lot for your help. Như vậy, trong cái tình huống này, chúng ta sẽ chọn đáp án là D, my pleasure. Và chúng ta qua câu hỏi số 2. Linda, thanks for the book. I've been looking for it for months. Thì trong tình huống này, chúng ta sẽ nhận được đáp án là D. Ta qua phần tiếp theo, đó là phần invitations, offers or suggestions, lời mời. Thì khi chúng ta muốn mời một người nào đó thì chúng ta dùng các cái câu như sau: Do you want to? Or I would like to invite you to. Or would you like to? Or can you? Thì để trả lời những cái lời mời đó, chúng ta sẽ có những câu như sau: Yes, please. Or yes, I love to. Còn nếu chúng ta từ chối cái lời mời, chúng ta có thể nói: No thanks, I love to, but I'm afraid not. Hoặc khi chúng ta đưa ra lời đề nghị, chúng ta có thể dùng những câu như sau: May I help you? Let me help you. How can I help you? Or can I? Thì để chấp nhận cái lời đề nghị này, chúng ta có thể trả lời như sau: That's very kind of you. Thanks. What a great idea. Thanks. Hoặc là Thanks, that could be great help. Hoặc là That could be great. Và
Và khi chúng ta muốn từ chối cái lời đề nghị giúp đỡ đó thì chúng ta có thể trả lời như sau: No, please. Or no, that's okay. Or thanks, but I can't manage. Và tiếp tục chúng ta sẽ qua một cái phần đó là lời gợi ý. Khi chúng ta gợi ý hoặc rủ ai đó cùng làm gì thì chúng ta có thể dùng các cụm từ như shall we or what about cộng với động từ verb tense in, hoặc là why don't you or why don't we, hoặc chúng ta có thể dùng các từ như là why not hoặc là let's. Thì để trả lời cái lời gợi ý như vậy thì chúng ta có thể trả lời như sau: sounds good, okay, let's do or let's try that, you are right, that's a good idea, it's a good idea, but chẳng hạn. Tiếp tục chúng ta sẽ làm một số câu trích từ cái đề thi chính thức của bộ năm 2019. Ví dụ như câu số 1, chúng ta có tình huống là a poster is talking to Mary in the hotel lobby. Thì cái anh công tác này nói rằng may I help you with your suitcase? Thì Mary sẽ trả lời là chúng ta sẽ chọn phương án là yes, please. Hoặc trong tình huống câu số 2, một đối thoại giữa Tom và Mike, Mike nói là I won't say no. Thì trong tình huống này chúng ta sẽ chọn phương án là B. Và chúng ta qua câu số 3, Mike need a hand with your suitcase, Jane. Thì Jane trả lời là that's very kind of you. Hoặc chúng ta có tình huống số 4, what about eating out tonight? Sorry, I'm not in mood. Hoặc tình huống số 5, would you like another coffee? I love one. Chúng ta tiếp tục với phần đưa ra lời yêu cầu và lời xin phép. Đầu tiên là lời yêu cầu. Chúng ta có các câu. Chúng ta có thể dùng các cái cấu trúc câu như là can you, could you, or will you please? Or could you mind? I wonder if you could, or it could be possible to. Như vậy là để trả lời cho cái lời yêu cầu này thì chúng ta khi chúng ta đồng ý, chúng ta có thể trả lời là sure, certainly, of course, no problem, hoặc là I'm happy to. Và từ chối cái lời yêu cầu này thì chúng ta có thể dùng các cụm từ như là I'm sorry hoặc là I'm afraid. Phần tiếp theo là asking for permissions. Chúng ta muốn xin phép. Thì khi muốn xin phép, chúng ta có thể dùng các cụm từ như may I or might I or can I or could I or do you mind if I or could you mind if I or do you think I can or I could or is it okay? Vân vân. Và để đồng ý với cái lời xin phép này, chúng ta có thể dùng như là sure, certainly, of course, okay, or go ahead, you can do it, don't ask, yes, you may, or you can, or you could. Và khi chúng ta từ chối, chúng ta có thể nói, I'm afraid, you can't, or I don't think you can, or no, you can't, or no, not now. Và chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần bài tập của mình. Ví dụ trong câu số 1, chúng ta có tình huống như sau. Seven nói là
Oh no, I left my book at home. Would it be possible to say yours? Is Scott sẽ trả lời là yes, sure. Hoặc trong tình huống câu số 2, Mai sẽ nói xin phép là may I feed the gorilla, Miss Smith. Thì Miss Smith sẽ từ chối bằng cách nói là I'm afraid no, the sign say no feeding the animals. À, như vậy chúng ta thấy cái ở phía sau nó có cái cụm từ như là cái câu là the sign says no feeding the animal. À, cái bảng hiệu là nói rằng là không cho động vật ăn. Thì trong cái tình huống này chúng ta phải hiểu là Miss Smith làm như thế nào? À, từ chối cái lời xin phép của tuần mai. Và bạn nói là I'm afraid no. À, chúng ta qua tình huống câu số 3. Penny talking to the waiter in the restaurant. Can I have a menu, please? Yes, here you are, sir. Hoặc tiếp tục là tình huống tiếp theo trong câu số 4. A student is asking the librarian to help her to fax a report. Would you help me to fax this report? Chúng ta nhận ngay câu trả lời đó là certainly. What's the fax number? Chúng ta sẽ tiếp tục với một phần nữa, đó là phần giving opinions, agreeing or disagreeing. Trong phần này thì người nói sẽ đưa ra ý kiến của mình và người đáp sẽ đồng ý hoặc không đồng ý. Và khi đưa ra ý kiến của mình, chúng ta có thể dùng các cái câu như sau: I think, I believe, or in my opinion, I guess, I feel that, I'm pretty sure that, it seems to me that. Và khi chúng ta đồng ý, chúng ta nói như sau: I agree completely. I completely agree with you. Or you are right. You are correct. That is exactly right. I think or I hope so. Or I can't or I couldn't agree with you more. Ok, chúng ta từ không đồng ý, chúng ta có thể nói câu I don't think or I don't believe. I hope or I guess. I suppose not. I'm afraid not, not necessarily, not in my opinion, it's not true, I don't quite agree, you are wrong. Và chúng ta sẽ tiếp tục với một số bài tập trích từ cái đề thi chính thức của bộ và một số đề minh họa của bộ năm 2020. Ví dụ trong câu hỏi số 1, Peter and Dana talking about environmental protections. Thì Peter đưa ra ý kiến của mình là we should limit the use of plastic bags. Và khi Dana đồng ý với ý kiến của Peter thì nó sẽ nói như sau: I completely agree. We can use paper bags instead. Trong tình huống số 2, Nancy and Jim are talking about their school day. Nancy, I think school day is the best time of our lives. Thì Jim sẽ trả lời như sau. Chúng ta sẽ chọn đáp án là absolute, hoàn toàn đúng. We had sweet memory together then. Ở trong tình huống số 3, Laura and Michael are talking about online learning. Online learning seems the best solution now. Thì Michael sẽ nói gì? Chúng ta sẽ chọn phương án là A. I quite agree. It helps students keep learning while schools are closed. Chúng ta tiếp tục đến phần compliments. Lời khen. Và khi đưa ra lời khen, người nói sẽ dùng những câu như sau: You play so well, or congratulations. What you did was wonderful, or what you did was
amazing. Và chúng ta sẽ dùng các cụm từ what a, hoặc là chúng ta dùng các cấu trúc how, vân vân. Thì để trả lời với cái lời khen này, chúng ta có những câu như sau. Oh wow, thank you. Thanks, that's a nice compliment. Thank you, that's very nice of you to say so. Hoặc là I'm glad you like it. And you got to be kidding. Chúng ta sẽ có một số bài tập ứng dụng như sau. Phần câu hỏi thứ nhất. David is talking to Lucy about her painting. Thì David nói là what a beautiful painting. Thì Lucy sẽ đáp lại cái lời khen của David là I'm glad you like it. Chúng ta qua tình huống số 2. John and Ma talking about my new car. Thì Mai, chúng ta nhận cái tình huống lời đáp của Mai là thanks, I'm glad to hear that. Thì câu đáp án của chúng ta sẽ là B, what a nice car. Hoặc tình huống tiếp theo, tình huống số 3. Laura, your new flowers look gorgeous, Helen. Thì đáp án của chúng ta sẽ là thanks, I bought it at Macy's. Và chúng ta sẽ tiếp tục chuyển qua chủ điểm thứ hai, đó là kỹ năng làm bài từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa, closest and opposite in meaning. Thì trong phần này, đây là một phần khó trong bài thi của chúng ta. Trong phần làm closest and opposite in meaning thì đòi hỏi chúng ta phải có một lượng từ vựng nhất định và có khả năng phán đoán trong ngữ cảnh. Thì thực ra khi nói về phần từ vựng thì đó là một cái phần mà học sinh rất là lo lắng. Thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em một số kỹ năng làm bài trong cái phần closest and opposite in meaning này. Đầu tiên chúng ta sẽ qua một câu ví dụ. Chúng ta cô trích từ cái đề minh họa của bộ năm 2020. Thì trong cái câu số 1, chúng ta thấy yêu cầu của đề bài đó là closest in meaning, có nghĩa là chúng ta sẽ tìm từ đồng nghĩa với cái từ gạch chân. Thì thường cái từ gạch chân này nó sẽ là một cái từ mới, nên các em hoặc là một idiom hoặc là một phrasal verb, thì khi làm bài gặp một cái từ mới như thế này thì chúng ta đừng nên quá lo lắng. Chúng ta có thể nhìn vào cái câu gợi ý người ta cho. Ví dụ trong cái câu này là the discovery of new planet was regarded as a major breaking through in the astronomy. Thì trong câu số 1 này, nếu chúng ta biết được từ regarded nghĩ như thế nào thì rất là đơn giản cho chúng ta khi chọn đáp án. Ví dụ nếu chúng ta chưa biết được nghĩa của từ regarded thì chúng ta có thể dựa vào cái nội dung, cái văn cảnh để chúng ta có thể đoán được cái tình huống. Ví dụ như trong câu the discovery of new planets were regarded as a major breaking through in astronomy. Thì cái khám phá ra một hành tinh mới thì như thế nào đó là một bước tiến trong cái ngành thiên văn học. Thì chúng ta có thể dự đoán cái từ regarded này trong cái tình huống này nó có nghĩa là được coi như là. Thì trong bốn đáp án này thì chúng ta thấy phương án và chúng ta chọn thì có thể là phương án C. Hoặc chúng ta qua tình huống câu số 2, chúng ta thấy đây là một idiom. Thì một idiom này rất là dài,
nó khó khăn cho các em trong cái việc lựa chọn đáp án, hoặc chúng ta có thể không biết nghĩa của nó như thế nào, thì chúng ta có thể dựa vào cái tình huống của người ta gợi ý. Ví dụ, it was very late at night. The wind was howling, and when she heard the knock on the door, she almost jumped out of her skin. Ví dụ chúng ta có thể dịch như sau: thì trời rất là khuya vào buổi tối, gió thì thét gào, và khi cô nghe tiếng gõ cửa thì cô ấy thường là khi như vậy, trong tình huống như vậy thì cô ấy sẽ rất là sẽ rất là sợ chẳng hạn. Thì trong bốn đáp án thì chúng ta thấy đáp án A, đáp án B, đáp án C và đáp án D, thì chúng ta có thể đoán ngay đáp án của chúng ta đó là phương án C. Hoặc chúng ta qua câu số 3, chúng ta thấy ở đây đề bài người ta yêu cầu tìm opposite in meaning, có nghĩa là tìm từ trái nghĩa, tìm từ trái nghĩa. Thì trong tình huống câu số 3 này, chúng ta cũng đọc và tìm cái ngữ cảnh, cái nghĩa trong ngữ cảnh của câu. Ví dụ, the student felt more confident to enter the competition thanks to the encouraging words from the teacher. Thì trong cái ngữ cảnh này, chúng ta cũng cố gắng ta nhìn từ cái câu này, hiểu được nội dung câu này người ta nói gì. Ví dụ như sinh viên sẽ cảm thấy tự tin khi bước vào cuộc thi đấu nhờ vào những lời gì đó từ giáo viên. Thì nếu chúng ta không biết từ encouraging thì chúng ta cũng đoán được, thì sinh viên sẽ tự tin khi bước vào cuộc thi đấu nhờ vào những lời gì đó rất là tích cực hoặc những lời động viên từ giáo viên. Thì trái nghĩa với những cái lời tích cực, những cái lời động viên đó, thì chúng ta có trái nghĩa với nó là những cái lời tiêu cực chẳng hạn. Thì khi chúng ta đọc bốn đáp án, chúng ta có thể chọn ngay phương án đó là A. Hoặc chúng ta qua tình huống câu số 4. Lisa is now in 2 months whether or not to take a gap year after leaving high school. Thì chúng ta đọc và chúng ta tìm ngữ cảnh của nó. Ví dụ như Lisa bây giờ thì gì đó trong 2 months, có hoặc không sẽ nghỉ 1 năm sau khi rời trường. Như vậy Lisa ở đây nghĩa là in 2 months, có nghĩa là cô ấy không có dứt khoát, cô ấy còn đang lưỡng lự chẳng hạn, có hoặc không. Thì nhờ vào cái ngữ cảnh như vậy, chúng ta có thể đoán ra là cái từ in 2 months có nghĩa là lưỡng lự. Thì chúng ta tìm từ trái nghĩa với nó, chúng ta sẽ đọc kỹ bốn đáp án và đáp án chúng ta chọn ở đây là C. Hoặc từ đồng nghĩa, trái nghĩa nó còn xuất hiện trong cái đoạn đọc hiểu của chúng ta. Ví dụ chúng cô sẽ lấy trích một cái đoạn đọc hiểu trích từ đề thi chính thức của bộ năm 2019. Ví dụ trong cái bài đọc hiểu như sau, thì chúng ta có câu 33. The word divided in parametry is closed in meaning to. Cái từ divided trong đoạn 3 sẽ gần nghĩa với cái nghĩa nào nhất? Thì khi gặp cái tình huống này, chúng ta nên đọc kỹ bốn đáp án. Ví dụ là A, similar, an important, or C, different, or D, interesting. Thì thường bốn đáp án này người ta sẽ cho những cái từ rất là dễ. Ví dụ như từ similar là giống, important là quan trọng, different là khác và interesting là thú vị. Thì khi gặp tình huống như thế này, chúng ta nên quay trở lại nhìn kỹ vào cái ngữ cảnh của đoạn. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái từ divided này nó nghĩa gì trong ngữ cảnh, chúng ta cố gắng ta dự đoán. Ví dụ trong cái tình huống này thì chúng ta dự đoán cái câu này, ví dụ không phải mọi người thì tin rằng cái ngành du lịch là điều good thing, có nghĩa là điều tốt. Những ý kiến thì divided, thì ví dụ như chúng ta không biết từ divided này nghĩa như thế nào, chúng ta có thể đoán nó trong ngữ cảnh. Ví dụ một số tranh cãi rằng nó sẽ giúp đỡ hoặc không giúp đỡ cái người dân địa phương, hoặc nó cho rằng nó sẽ hủy diệt cái người dân địa phương hoặc
như thế nào đó. Thì chúng ta thấy ở đây nó có rất nhiều ý kiến khác nhau, thì chúng ta có thể đoán từ divided này có nghĩa là đáp án chúng ta chọn là đáp án C, different. Đó là một trong những kỹ năng làm bài trong cái phần đồng nghĩa và trái nghĩa mà cô vừa ví dụ cho các em. Thì tóm lại, cô xin chốt một số lưu ý khi chúng ta làm từ đồng nghĩa và trái nghĩa. Lưu ý thứ nhất là chúng ta nên đọc kỹ đề bài xem yêu cầu là tìm từ đồng nghĩa hay trái nghĩa. Để nhanh, chúng ta sẽ đọc kỹ đề bài xem nó là tìm từ đồng nghĩa hay trái nghĩa, closest meaning or opposite meaning. Bước thứ hai là chúng ta sẽ xác định từ được gạch chân mang nét nghĩa gì. Từ đồng nghĩa cần tìm là từ có thể thay thế từ gạch chân trong ngữ cảnh đó, hoặc từ trái nghĩa cần tìm là từ mang ý trái ngược với từ gạch chân trong ngữ cảnh đó. Bước thứ ba là chúng ta xét các từ đã biết nghĩa trước. Chúng ta đọc câu đó và chúng ta biết được các nghĩa nào, chúng ta đã biết được một số từ vựng nào, thì chúng ta sẽ xét các cái từ đó để làm gì? Để chúng ta loại trừ các đáp án không phù hợp ra, hoặc trực tiếp thay thế các phương án đã cho lên phần gạch chân, thấy cái nào logic nhất thì chúng ta chọn. Và các em lưu ý các cái bước cô đã nhấn mạnh cho các em. Và bây giờ cô muốn các em làm một số bài tập ứng dụng thực hành trong cái phần từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa. Cô có trích một số đề thi chính thức năm 2019 và năm 2018. Các em nhìn vào bài The Question Ones. This photo brought back many sweet memories of our trip to Hà Nội last year. Và người ta sẽ cho bốn đáp án là A, recall, B, release, C, revise, and quote. Thì chúng ta, khi chúng ta đọc cái câu này, chúng ta nhớ cố gắng hiểu nghĩa một số từ, ví dụ như trong cái phương án A là recall là gọi lại, release là thả ra, revise là ôm lại, caught là bắt được. Thì chúng ta dịch cái câu số 1, những cái ảnh photo này thì như thế nào đó mà gợi nhiều cái kỷ niệm ngọt ngào cho cái chuyến đi của chúng tôi đến Hà Nội vào năm ngoái. Như vậy những cái bức ảnh này thì nó sẽ làm như thế nào? Gợi nhớ, đúng không? Và đáp án của chúng ta chọn ở đây là phương án C. Hoặc trong tình huống thứ hai, chúng ta thấy at first, John said he hadn't broken the vase, but later he accepted it. Thì đầu tiên John nói là anh ấy không có làm vỡ cái lọ hoa, nhưng sau đó anh ta lại. Như vậy trong chúng ta thấy nhưng sau đó anh ta lại có nghĩa là từ accept này có nghĩa là chấp nhận, thừa nhận cái việc đó. Thì trong bốn đáp án này chúng ta dễ dàng nhận thấy đó là phương án D, admitted, thừa nhận. Trong tình huống số 3, the heavy contaminated with waste from the nine pie factories. The water in this river is not suitable for daily use. Thì cái những cái chất, ví dụ trong cái tình huống này chúng ta nên đọc cái ngữ cảnh, ví dụ như là những cái chất thải gì đó của nhà máy, thì nước ở trong cái dòng sông này không phù hợp chúng ta sử dụng hàng ngày. Thì khi những cái chất thải thì thường nó sẽ bị như thế nào? Nó sẽ bị ô nhiễm. Thì ở đây chúng ta đoán nó trong cái ngữ cảnh và chúng ta có thể tìm ngay cái đáp án đó là polluted. Chúng ta tiếp tục bài tập tiếp theo từ opposite meaning. Thì ví dụ như chúng ta có, và chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần opposite meaning, phần thực hành. Chúng ta sẽ có câu số 1. The drive broke up
in the current environment tend to grow more sympathetic toward others. Thì chúng ta thấy là trong cái tình huống này, chúng ta cố gắng ta dịch cái câu này, ví dụ mấy đứa nhỏ thì nó lớn lên trong một cái trường, môi trường caring, có nghĩa là chúng ta cũng biết cái từ caring là được quan tâm chăm sóc, thì có cái xu hướng dễ thông cảm với những người khác. Thì ở đây cái từ này nó mang tính tích cực, thì chúng ta sẽ tìm một cái từ trái nghĩa với nó, trái nghĩa với từ caring, quan tâm tích cực, trong một môi trường được quan tâm, thì trái nghĩa với nó chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy đó là đáp án D, helpful. Hoặc trong tình huống số 2, chúng ta thấy it's quite disappointing that some people still turn a blind eye to acts of the injustice they witness in the street. Thì trong cái tình huống này chúng ta thấy chúng ta cố gắng chúng ta dịch trong bốn cái đáp án, chúng ta đọc kỹ bốn cái đáp án. Thì nó thì thấy làm thất vọng khi một số người still turning blind eyes. Blind eyes ta biết là mắt mù, nghĩa là không có thấy gì cả. Với những gì họ chứng kiến ở trên đường. Có nghĩa là trong cái tình huống này chúng ta có thể dịch trong cái ngữ cảnh là nhiều người họ không có chịu nhìn thấy. Người ta không có, giống như là mắt người ta mù mắt, người ta không để ý đến, người ta không quan tâm đến. Thì đối nghĩa với nó chúng ta có thể chọn ngay đáp án đó là pay attention to, là chú ý đến. Và chúng ta qua câu số 3. Mặc dù giao thông rất là đông đúc thì chúng tôi vẫn có thể đến cái sân bay in the nick of time just before the check-in counter closes. Như vậy chúng tôi có thể đến được cái sân bay như thế nào đó trước cái giờ mà cái quầy check-in nó đóng. Như vậy chúng tôi phải đến như thế nào? Đúng giờ, đúng không? Kịp giờ. Thì trái nghĩa với đúng giờ, đúng kịp giờ, chúng ta sẽ có cái cụm từ là with much time to spare. Chúng ta sẽ tiếp tục với tìm từ đồng nghĩa trong đoạn văn. Thì cô lấy một cái đoạn văn trích từ cái đề minh họa của bộ năm 2018. Thì chúng ta cũng có thể nhìn vào cái câu hỏi của cái đoạn văn này. The word enter in paragraph is closest in the meaning. Thì cái từ enter trong cái đoạn văn số 4 sẽ gần nghĩa với cái nghĩa nào nhất? Thì khi chúng ta đọc kỹ bốn đáp án, ví dụ đáp án A, differ là khác, change, thay đổi, C là giữ và D là distinct, là gốc ít chẳng hạn. Thì để ví dụ từ enter này là một từ mới của chúng ta, thì để tìm được cái đáp án chúng ta nên bám vào cái đoạn đọc hiệu của chúng ta. Ví dụ như trên đoạn đọc hiệu này, the senator also have to enter their appearance at Anoto, có nghĩa là những cái thanh niên họ phải cái gì đó, cái ngoại hình của họ tại cái lễ Anoto. Masaboy's hair, chúng ta dựa vào cái tình huống ở phía sau. Masaboy's hair is very long before the ritual, but they have to cut it off. Có nghĩa là tóc của những cậu bé Masa thì rất là dài trước cái buổi lễ, nhưng họ phải cắt nó đi. Thì khi họ cắt tóc có nghĩa là họ thay đổi cái ngoại hình. Và chúng ta có thể đoán được cái từ enter này đồng nghĩa với từ change. Và là tóm lại trong cái phần từ đồng nghĩa và trái nghĩa này, cô muốn nói lại trong phần này là yêu cầu của phần đòi đồng nghĩa và trái nghĩa thì nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái lượng từ vựng nhất định và cái khả năng phán đoán trong cái ngữ cảnh. Vì vậy trong quá trình học và luyện tập, chúng ta cần phải học nhiều từ vựng, luyện các kỹ năng phán đoán từ dựa vào ngữ cảnh của câu. Thì cô vừa mới trình bày cho các em hai cái chủ điểm trong bài, đó là từ đồng nghĩa và trái nghĩa. Và cái chủ điểm đầu tiên cô giới thiệu đó là chức năng giao tiếp, rất mong ở rất. Và chương trình của chúng ta
kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong chương trình sau. Goodbye.